Amen. Em ơi, kêu anh quay cái miếng đất này bán hả em? À, đúng rồi anh. Ủa, cái đường này là nó đi tới đâu em? Cái đường này hiện hữu là băng qua bên đồi, băng qua đồi mít thôi. À. Đường vòng. Đường À, không, ấy là con đường này là nó có giáp cái, nó có quanh cái rẫy mình không? Quanh rẫy mình luôn. À. Ba mặt tiền luôn. À. Ở đâu ba? Đây một mặt. Xuống đó là ôm cái cua qua mặt, bên đó mặt. À, bên kia mặt nữa là ba mặt luôn hả? À, rẫy này mấy sao em? Đúng ba sao anh. Đúng ba sao hả? Cái này mỗi năm mình đâu chôm chôm được khá không? Chôm chôm mùa vừa rồi không có giá chứ mà năm trước mình bán được trăm mấy á. À vậy hả? À. À, cái này giờ mình bán bao nhiêu sao? Cái này 850 một sào. Cái này bán khoảng 850 một sào, có thương lượng ít. À, 850 một sào. Có thương lượng một ít. Như vậy là tổng thì bao nhiêu? Tổng là bao nhiêu tiền? Là 2 tỷ rưỡi 50 ha. 2 tỷ rưỡi 50. À, 2 tỷ rưỡi 50 ha. Rồi, 2 tỷ rưỡi 50 là bán tổng 3 sào này đúng không? À. Rồi, để anh vô tham quan tí nha, có đâu phải tham quan. Nó bao gồm ngay đây luôn á hả? Ừ, hả? À, thôi đi dọc ngoài đây đi, khỏi cần tham quan trong. Là bên cái hàng trụ bên kia là con đường luôn đúng không? À, đúng rồi, bên đó còn con đường luôn. À rồi, mình đi vòng qua coi ba mặt tiền coi. Đi đi. Đi cho vuông. À. Từ đây mà ra ngoài đường chính bao nhiêu mét ta? Cái này đường chính rồi phải không? Ừ, đường à đường chính rồi. Trong này dân cư ở nhiều không? Đông. Ở trong phía trong này dân cư ở đông không? Đông. Ở đây dân chắc họ làm tiền nhiều lắm, sao toàn rào, hàng rào dây thép hết ha, lưới hết ha. Không biết có nhiều lưới 70. Làm vậy đó. À. Chắc làm tiền nhiều mới có tiền mua cái này chứ. Như một mét này mình rào cho thí dụ như một mét này hết khoảng bao nhiêu tiền? Hàng rào này làm khoảng 100 triệu á. Cả trụ á hả? Ừ. À vậy hả? À nó vòng ra đây luôn. Ừ. Ồ. Dữ vậy ta. À nó vòng ra đây. Đất chôm chôm tốt quá ha. Hay được trăm mấy à? Ừ. Trăm mấy cũng được chứ ha. Đủ đi chợ. À. Đủ sống rồi. Sống rồi. Cái này ba sào này chắc đầu tư đâu bao nhiêu tiền nữa hả? Ừ, ba sào đâu đâu chứ. Giếng nước đồ nghiêm chỉnh mà. À, ở đây là nó thuộc về xã nào? Xã Bình Lộc. Xã Bình Lộc hả? Ấp 4 xã Bình Lộc. Ấp 4 xã Bình Lộc luôn. Từ đây ra xã Bình Lộc gần xịt đó mà. À đây là bọc qua đây. Ừ, đó là xuống cái đường thông luôn á. À là thông ra kia. Ừ. Ủa rồi cái rẫy của mình nó nằm chung với đường này luôn à? À nó nằm một góc về đường này luôn à? Ừ. Đây, có đường đây lên đó nè. À. À, cái đường này là đường này xong, khóa lại rồi. Ừ, bên này phá lại giữ mít mà. À đây rồi. Chạy thẳng ở đây là băng qua cái chạy heo của ông Quang ngày xưa đó. À, ra vậy. Ừ, lên đây. À, chạy của ông Quang hồi xưa đó. Mà ông Quang giờ còn là nuôi heo không? Còn không. Giờ hết nuôi rồi. À. Chôm tốt quá ha. Chôm chôm này là nhãn với lại Thái hả? Chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái không thôi. À, mình để cao quá ha. Ừ. Đất tốt quá hả? Đất tốt quá. Thái hết trái mà giờ cây kìa phải không? Cái này mình phải hạn chế nó lại. Mình phải hãm nó lại cho nó mình mé mình sao cho nó giảm cái độ cao lại. Được không? Được chứ. Mình cưa đi, xong rồi mình hạ xuống hả? Hạ. À mình cho nó đâm chồi mới hả? Hai nữa là một cứ cưa hàng bỏ cây vậy đó. À. Một cây đi là tự động nó đâu có lên vượt nữa đâu. À. À 800 bán là mình bán hết chứ đâu bán lẻ đúng không? Ừ, đúng rồi, bán hết luôn. Bán hết là 2 tỷ rưỡi 50. 550. À. Đúng 3 sào 3.000 mét vuông luôn. Đúng 3 sào luôn hả? À? Đúng 3.000 mét vuông. Đúng rồi. À. Đường quá đẹp luôn. Đường quá đẹp, đường bê tông. Lưới nè. Quá đẹp. Cây cối đồ đã. Rồi vậy nha, để số điện thoại của Men cho Men làm việc với khách nha. Nếu bạn nào muốn mua thì alo cho anh bạn này.
đất đây sao rẻ dữ ta, hay là do mình bán lẻ rẻ? Chứ hôm bữa anh hỏi gần đây ca tỷ mấy mà giờ kẹt tiền quá giờ sao? À lo làm ăn mua xe mua cộ rồi vướng tùm lum hết ngân hàng. À giờ phải bán, phải bán rẻ luôn. Rồi mình nói vậy rồi người ta trả rẻ mình sao? Rẻ quá thì sao được. À là không bán. À rồi để mình dạo một vòng coi. Chà quá, vườn quá đẹp ha. Rồi bạn nào muốn mua thì cứ điện thoại cho bạn đó nha. Rồi mến chào các bạn.